Cường quế xin chào quý khán giả. Thưa ông Quế, xin kính chào quý khán khán giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin thân ái kính chào Tái Ngộ đến quý khán khán giả thương mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Đài Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, thì đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông. Cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình gian dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào, thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón nhận những quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, những người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm vui buồn thời chinh chiến. Quý vị, các hội đoàn khắp nơi có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin quý vị liên lạc email tienghathauphuong@yahoo.com hoặc quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương qua số điện thoại 714-933-7877. Và thưa quý vị, hôm nay chương trình Tiếng Hát Hậu Phương rất mong, rất vui để đón nhận cựu Trung úy Hải quân Nguyễn Ngọc Bạch thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân biệt khu thủ đô. Dạ vâng, xin mời anh. Dạ, tôi Hải quân Trung úy Nguyễn Ngọc Bạch, tôi có kính lời chào tất cả những khán giả của Hồn Việt TV. Dạ, kính kính chào. Dạ, em xin chào anh Bạch. Dạ, dạ. Chào nghĩa sư. Dạ, dạ, chào cô Trang Lan, chào cô Phương Quế. Dạ, dạ vâng, dạ. Rất là vui là hôm nay lần đầu tiên chúng ta mới đón nhận một chiến sĩ Hải quân ở trên chương trình của Tiếng Hát Hậu Phương, phải không Trang Thanh Lan? Hình như vậy. Chứ từ bữa trước tới giờ như là mình chưa có một người đơn vị màu áo hải quân lên để mà tham dự chương trình của mình. Thì mời bạn. Mời gì? Anh Bạch, bữa nay rất là hân hạnh khi mà đón tiếp một người trung úy hải quân. Thì như Phương Quế nói, hình như là tụi em cũng không nhớ rõ, tại em chăm không dám trả lời, sao tới mình lụp chụp bụp chụp. Em phải suy nghĩ chút, hình như là lần đầu tiên một người hải quân đến với chúng em. Phải không Nghĩa? Hình như. Mình có nhiều lính lắm rồi. Tới hay lụp chụp thì ra không dám trả lời. Tôi cũng là lần đầu tiên, cũng được may mắn được hai cô mời lên đây lần đầu tiên. Dạ. Tôi cũng hơi run. Dạ. Anh cứ bình tĩnh mà run anh. Hơi run. Mình cứ coi như gia đình. Coi gia đình mình. Giống như mình gia đình mình nói chuyện nhà vậy thôi. Dẫn, nghĩ anh không mình nói tiếng Nam cho nó quê quê chút, nó hơi gung. Thường thường em thấy mấy người nói gung là không có gung. Anh Bạch, anh cho chúng em với là khán giả của Hồng Việt TV cũng như chương trình Tiếng Hát Hậu Phương biết là anh nhập ngũ từ năm nào thưa anh? Tôi cũng nói sơ một chút xíu, hơi lui về dĩ dãn một chút. Là tôi trước khi tôi đi hồi lính là tôi đang học đại học. Thì như cô biết, sau năm 1968 cái trận đánh Mậu Thân đó thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng tổn thất khá nhiều. Và do đó ông Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đôn quân lên, đôn quân có là đơm cái tuổi lên. Tôi lại dính vô cái tuổi phải đi lính, do đó tôi tình nguyện vô hải quân. Thì tôi tình nguyện vô hải quân đó là đầu năm 1969. Tức là sau năm Mậu Thân. Dạ, sau đó là anh bắt đầu huấn luyện ở quân trường nào anh? Đầu tiên á, thì tôi tình nguyện vô quân chủng hải quân thì tôi được gửi đi lên trung tâm huấn luyện Quang Trung đó để học cái căn bản quân sự trước 9 tuần. Trong thời gian khóa học của Quang Trung là 9 tuần. Sau đó tôi ra khỏi quân trường Quang Trung thì tôi lại trở về Bộ Tư lệnh Hải quân. Thì lúc đó là mình mới ra trường thì mình sẽ mang cái cấp bậc gì anh? Mới ra thì lúc đó tôi học, sau khi học cái khóa Quang Trung rồi tôi chỉ là một người sinh viên sĩ quan. Sinh viên sĩ quan mà thôi. Rồi sau khi ra trường thì đơn vị anh đóng ở đâu thưa anh? Khi chưa ra trường đâu, lúc đó tôi còn sinh viên sĩ quan thì tôi lại được bổ nhiệm xuống những chiến hạm để thực tập.
Thực tập đây là cái gì? Thực tập đây là để mình trau dồi cái hải nghiệp trong tương lai của mình. Và sau khi dài ba năm, tôi nhớ không chắc lắm, chẳng chừng 4 đến 5 tháng, thì tôi được gọi trở về Bộ Tư lệnh Hải quân gắn Alpha. Và đồng thời được đi học Anh văn để chuẩn bị qua Mỹ du học trường Hải quân Hoa Kỳ. Anh qua du học năm nào thì anh? Tôi đi qua năm 70. Tôi sau khi đủ cái tiêu chuẩn Anh văn đó là 70% đó, thì tôi lại được gửi sang Hoa Kỳ để thủ quân trường Hải quân Hoa Kỳ ở bên tiểu bang Rhode Island. Thì khi tôi học là năm 70, khi 71 tôi về. Thì tôi về tôi coi như là để tiếp tục lại phục vụ cho dưới màu cờ sắc áo của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Dưới quân chủng Hải quân. Nhưng mà lúc mà anh ra trường rồi đó thì là anh có đi theo tàu như các anh hải quân khác không? Thưa có chứ. Tôi khi tôi ra trường thì tôi được phục vụ đầu tiên xuống là hải dân hạm Ninh Giang HQ-403. HQ là hải quân. Thì khi tôi vừa nhập cuộc trong chiến tranh Việt Nam thì tôi lại được phái qua ra ngoài Quảng Trị để tham chiến cái trận mùa hè đỏ lửa năm 1972. Nhưng mà vẫn là đi tàu hải quân. Tôi vẫn cái... tôi là nhân viên tôi. Nhưng là mình gặp cái cảng nào để mà tàu thì nó nhiều cảng lắm cô. Sau cái chiến dịch mùa hè đỏ lửa năm 1972 với cô biết nó khốc liệt. Có nghĩa là tàu chiến muốn cập ở đâu thì cập hết thưa anh? Không phải muốn đâu cập là cập, nhưng mà vì nhu cầu hành quân, chẳng hạn như giờ ông tư lệnh quân đoàn 1 lúc đó là ông trung tướng Ngô Quang Trưởng. Ông ra lệnh cho chúng tôi là phải ủng hộ ông tối đa về súng đạn, nhiên liệu, bom đạn và người. Người thì là gì? Là lính tự trong Nam trở ra. Còn bom đạn là tôi lấy những cái kho đạn như Thành Trị Hạ, Giò Dấp rồi, thì tôi mới mang ra ngoài Trung để cho ông chiến đấu. Vận chuyển bằng tàu. Vận chuyển bằng tàu. Nhưng mà trong lúc mình vận chuyển như vậy đó, rồi mình có gặp tàu của bên kia, bên họ họ không? Không bao giờ, tại vì cô biết á, hồi chiến tranh Việt Nam đó, thì Mỹ nó qua bên đây nó đem cả một cái đệ thất hầm đội để yểm trợ mình. Thì không có một cái bóng dáng nào của Cộng sản mà dám qua khỏi vị trí 17 được hết. Bằng cớ là trong cái lịch sử chiến tranh đó cô biết, có một số tàu của Cộng sản nó len lỏi để nó vào Nam để nó tiếp tế bom đạn cho du kích trong Nam. Thì bị bắn chìm hết. Bởi vì cái màn lưới radar của người Mỹ lúc đó, của hải thất hầm đội Mỹ lúc đó nó rất tinh vi. Cô biết là tôi có thời gian tôi thực tập trên chiến hạm của Mỹ đó. Cái radar của nó đậu ở Đà Nẵng. Mà nó hoạt động, nó mở, nó turn on lên để nó hoạt động là nó nhìn luôn cả tới cảng Hải Phòng. Một chiếc tàu ở cảng Hải Phòng vừa ra khỏi cảng Hải Phòng rồi nó đã biết. Là biết rồi. Thành vô đó không thể nào lọt khỏi cái màn lưới radar của Mỹ. Tức là sau khi anh ra trường là anh cứ là thực tập trước rồi anh đi tàu chiến sau. Là thường là anh lên trên biển hay là anh có ngày về nghỉ phép? Thực là... có chứ cô. Trời ơi, mình đi công tác thì vài ba tháng mình cũng phải cho nghỉ bến. Rồi vài ba tháng thì được về Sài Gòn thăm gia đình. Thì cái đó là cái chuyện đương nhiên là nhu cầu phải có. Nhưng mà tàu cập bến Sài Gòn rồi anh mới được về thăm gia đình hay là còn ở ngoài khơi đâu thì anh đi xe? Ngoài khơi thì làm sao lội vô được đâu mà thăm. Phải về Sài Gòn thôi. Cập bến Sài Gòn. Em tưởng là có những cảng như cảng Đà Nẵng đó. Cảng Đà Nẵng hay là Cam Ranh đi máy bay về. Không cô à, nó khổ cái gì là một chiến hạm mà cập Đà Nẵng, cập Nha Trang này nọ thì chỉ ngắn hạn chỉ 1-2-3 ngày thôi. Nếu bây giờ tôi ở đó mà tôi đi về Sài Gòn tôi thăm gia đình thì làm sao tàu tôi đi mất rồi làm sao tôi ra. Hành chỉ có về Sài Gòn là được nghỉ bến, tại vì về khi mà chiến hạm về Sài Gòn nghỉ bến nó có hai cái vấn đề để làm. Vấn đề thứ nhất là để cho đến thoải mái. Vấn đề thứ hai là nhu cầu kỹ thuật cần phải sửa chữa. Ví dụ như về hải quân xưởng nó xuống, trong thời gian công tác nó hư cái này, nó trục trặc cái kia, thì hải quân xưởng có nhiệm vụ repair mấy cái đó. Khi mà tàu cập bến rồi anh về nhà rồi khi mà anh đi đó, anh có vương vấn, anh có lưu luyến gì với gia đình hoặc là có những người em gái hậu phương hay là có người yêu nào tại Sài Gòn không thưa anh? Cái đó thì đương nhiên rồi cô. Cái trẻ lúc đó tôi mới 22 tuổi mà. Còn trẻ quá. Chắc là khi mà tàu mà ra, khi mà xa nhà mà khi mà rời khỏi gia đình để trở về đơn vị hay là trở về tàu chắc có một cái trời chút xíu. Trời ơi, khi mà đã nghỉ năm ba bữa rồi đó được lệnh công tác để đi nữa đó. Trời ơi, đi chân rụng rời chứ cô tử. Đi rụng rời luôn. Thì em thấy là có một bài hát mà Phương Quế sẽ hát sau đây. Sẽ tặng anh cũng như là các anh chiến sĩ hải quân.
Và khán thính giả đang xem chương trình Tiếng Hát Hậu Phương, một bài hát mà em thấy rất là phù hợp mà khi anh về phép rồi anh lại ra đi, mời Phương Hồng Quế. Và anh cũng sẽ mơ một ngày nào đó anh sẽ là thành hôn hay là có một cái đám cưới nào đó với người của anh yêu, đúng không? Người chắc yêu chắn anh. Như vậy rồi cô. Thì đương nhiên bây giờ em sẽ hát cái bài hát này, thứ nhất là tặng cho Nguyễn Ngọc Bạch. Cảm ơn cô rất nhiều. Bên cạnh đó là tặng cho tất cả các anh chiến sĩ, đặc biệt là các anh chiến sĩ hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bài hát của nhạc sĩ Trường Sa, bài hát Một Lần Xa Bến. Một lần xa bến anh mơ thật nhiều, xa xôi hải lý con tàu quen xưa, anh ước nhìn về sao đêm hẹn rằng dù cho sao trời đưa lối tình đôi ta không chóng phai. Đời bên lầu vắng mong người đại dương, xa bên một lần thăm thiết lại gần, chung khơi ngăn tình đôi lứa, trên sông có đôi mình thôi. Ấm hoen hồi coi sẽ dần màn ngân vầng trăng vỡ đôi, trên bước hài hành trăng sao theo gót thủy chiều, người đi chưa biết cô liêu. Một lần xa bên anh mơ thật nhiều, tương lai nào đó rộn ràng long lanh lệ mừng, thuyền hoa xuôi trèo qua bến, trên sông có đôi mình thôi. Ấm ven hồi coi sẽ dần màn đêm mù tối, ngại ngần vầng trăng vỡ đôi, trên hải hành trăng sao theo gót thủy chiều, người đi chưa biết cô liêu. Một lần xa bên anh mơ thật nhiều, tương lai nào đó bên người mình yêu, phao cưới rộn ràng thuyền hoa xuôi trèo qua bến, trên sông có đôi mình thôi. Phao cưới rộn ràng long lanh lệ mừng, thuyền hoa xuôi trèo qua bến, trên sông có đôi mình thôi. Dạ thưa anh, khi mà anh nghe bài hát này anh có nhớ gì đến những cái kỷ niệm hồi thời trai trẻ cũng như là lúc anh đi hành quân với những đồng đội của anh không thưa anh? Đó, bài hát của cô Phương Quế vừa trình bày nó gợi cho tôi nhiều kỷ niệm lắm. Kỷ niệm trong đời quân ngũ tôi, tuy rằng trong đời quân ngũ của tôi từ khi tôi gia nhập quân đội đến khi 75 xuống thì tôi mới có 6 năm mấy, gần 7 năm thôi. Nhưng mà trong cái những công tác hành quân, công tác đi xa quê nhà thì tôi có nhiều cái kỷ niệm lắm. Do đó cái bài ca này nó gửi cho tôi nhiều cái
Anh có thể kể cho tụi em cũng như khán giả tiếng Hậu Phương nghe một kỷ niệm nào mà trong cuộc chiến trước 75 mà anh đã từng đi hành quân không thưa anh? Ồ dạ, tôi cũng xin kể cô đây là một cái chuyện mà trong cái cuộc chiến tranh năm mùa hè đỏ lửa năm 1972. Vì cô biết đó, năm mùa hè đỏ lửa là một cuộc chiến tranh lúc đó khốc liệt ghê gớm lắm. Tôi thì được biệt phái qua ra ngoài vùng 1 để yểm trợ chiến trường về mặt kỹ thuật, bom đạn, súng ống nhiên liệu, người họ đến hạn. Cùng một số chiến hạm khác, có thể là khoảng 5 chiếc. Tôi là một trong 5 chiếc đó. Thì cái mục đích, nhiệm vụ của tôi á, là ông tư lệnh quân đồng mẫu lúc đó là Trung tướng Ngô Quang Trưởng. Ông ra lệnh cho chúng tôi là dồn tất cả nhân vật lực cho chiến trường. Tại vì ông lúc đó, cái mục đích của ông là ông đánh lấy tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Mà cô biết á, cái cuộc chiến đẫm máu lắm. Thì tôi á, vào của tôi đi ở trong Nam đi ra thì chở bom, đạn, xe tăng, máy bay, tàu chiến, đi máy bay, xe tăng đủ hết. Đi ra tiếp tế cho chiến mặt trận ở ngoài Bắc, phương Bắc. Thì khi chở vô, thì tôi chở dân tị nạn. Cô biết á, cái dân ở ngoài Trung đó, khi mà cái cuộc chiến năm 1968 Mậu Thân xảy ra đó, người dân ở ngoài Trung, ngoài Huế, Quảng Trị, họ sợ Cộng sản kinh khủng đó. Sợ Cộng sản? Họ khiếp sợ. Mà cô biết khi mà cuộc chiến tranh hồi năm 1972, lúc đó Việt Cộng nó tái chiếm cổ thành Quảng Trị rồi, có nghĩa là nó đi vô sâu vô biên giới dưới tiếng 17 một chút xíu đó. Thì người dân họ tháo chạy, kinh hoàng lắm. Họ nghe tới Cộng sản tới là họ bỏ và chạy. Chạy một cách, đến đổi mà tàu tôi chở người dân tị nạn lên, chiến hạm của tôi thì trung bình chở chừng khoảng mỗi một chuyến như vậy khoảng trên khoảng 2.000 người. Có những gia đình cô biết không, người ta đem đi vô miền Nam, vô trên tàu tôi, họ leo lên tàu tôi rồi. Tức là khoảng, thưa anh, xin lỗi anh, tức là khoảng thời gian nào thế anh? Thì khoảng mùa hè đổ lửa, khoảng mùa hè, khoảng tháng 4, tháng... Mà tại sao là có, lúc đó đã có dân di tản rồi ha anh? Ôi trời, họ về Quảng Trị, ngoài Huế, họ nghe Cộng sản, họ vô, họ chạy trước. Họ chạy trước. Khi họ leo lên tàu tôi thì có những bà cụ, bà ngồi, bà nói là bà chấp nhận bỏ tất cả của cải, nguyện làm sao bà sẵn thôi. Bà lên tàu đó cô biết nhiều khi có một cái nồi đất đem theo, một cái bao, một túi gạo và một cái mền xong. Tại vì họ nghĩ rằng á, họ vô lên, họ leo lên tàu là họ đã sống rồi. Chứ họ không thể nào họ sống với Cộng sản được. Một chiến hạm như vậy thì chở bao nhiêu người tị nạn hết thảy thưa anh? Tàu tôi thì nó loại trung bình, nó chở khoảng 2.000 người quá. Dạ, 2.000 người. Bởi vì họ ngồi á, họ ngồi sát với nhau, cô biết ở trên khoang tàu họ ngồi sát với nhau. Mà lúc đó ở mùa hè, nhưng mà thật sự ra biển ban đêm nó lạnh lắm cô. Họ co ra cúp đúc tội nghiệp lắm. Tội quá anh. Tội lắm. Rồi những cái người mà di tản đó, người dân như vậy đó, thì mình sẽ đưa họ về Sài Gòn, rồi họ sẽ định cư ở đâu anh? Không không. Hay là họ có bà con? Cái nhu cầu lúc đó, người Mỹ lúc đó nó có thiết lập ở Đà Nẵng là cái trại non nước đó, ở khu gần phi trường đó. Có những cái liều và liều giả chiến bằng bằng giải. Họ lập ra nhiều lắm ở cạnh phi trường đó. Thì tôi chở về vô đó, tôi ủi bãi vô Đà Nẵng để cho họ lên, và đồng thời tôi chạy ra tôi chở tiếp. Cái số người đó, không, cô biết là khi mà chiếc tàu tôi mở cửa đổ bộ ra như thế này đó, người ta chạy lên tàu đó, tôi nó chen nhau và dẫm nhau mà đã có người chết đó. Dạ vâng, đó, nó thảm khốc nhiều vậy. Xin phép anh, chương trình của chúng ta cũng đã có quý vị khán thính giả gọi vào để chia sẻ. Thì em xin phép đọc cái lời chia sẻ của chị Hồng gọi từ Utah. Dạ, xin chào chị Hồng. Chào chị Hồng. Chị muốn yêu cầu chị Thanh Thanh Lan và Phương Quế hát bài Chuyến Đò Vĩ Tuyến. Chúc chương trình ngày càng thành công. Cảm ơn chị Hồng. Hôm nay là chúng ta đặc biệt hát về Hải quân thưa chị. Các anh chiến sĩ hải quân đó thưa chị. Thì những cái bài tụi em hình như là hẹn với chị hơi nhiều đó. Sự thật đó nè. Không, thiếu nợ chị Hồng nhiều lắm. Hứa mà ca. Dạ, hành trang giả từ nè, em nhớ hết nha. Từ đó nè. Hành trang giả từ nè, rồi vừa rồi là cái bài gì ha? Dạ, nghe đại khái là chị bài, mình thiếu nợ chị nhiều đó. Đi. Dạ. Dạ thì anh bây giờ còn nữa không Quế? Dạ vâng. Dạ em hỏi anh, cái trong thời gian mà chiến tranh đó, anh đi chiến hạm trong anh ở trên tàu chiến đó, thì anh có bị thương lần nào không chứ anh? Thưa cô á, thì như cô biết hải quân á là nó có hai nhiều loại hải quân. Ví dụ như tôi đi tàu biển, có những người ở đi những tàu sông gọi là đi những giang đoàn, và những người ở bờ
Bởi vì chúng tôi là ba đơn vị đó là chúng tôi luân phiên nhau để thuyên chuyển, chứ chúng tôi không có ở một cái đơn vị cố định. Hai năm là phải đi di chuyển. Thì cô biết tàu biển thì tôi chạy ngoài biển là có ai bắn tôi đâu. Nhưng mà những người hải quân mà chiến đấu trong sông rạch thì giống như là người bộ binh rất nguy hiểm. Có nghĩa là địch quân có thể bắn bất cứ lúc nào. Tức là trên sông thì không sông. An toàn như trên biển. Dĩ nhiên cô. Tức là gian thuyền đó phải không anh? Gian thuyền, gian bộ. Biển bắn. Nghĩa là cộng sản họ có thể họ bắn chỉ có bất cứ lúc nào. Dạ. Và họ bắn bất cứ ở đâu. Dạ. Em nhớ hồi xưa em có hay đi hát ở những cái gian thuyền đó mà đậu ở bến Bạch Đằng đó anh. Dạ. Của anh Khanh á. Anh Khanh hồi xưa em quen anh Khanh, sau này anh thiếu tá, hồi xưa anh Khanh mới ra trường trưởng quý thiếu quý à. Đó. Thì lúc đó em hay đi hát những cái gian thuyền đó đó. Dạ. Thì những cái nơi đó mới là những cái nơi mà sẽ có Việt Cộng bắn trên sông đó, cô ca, đi tuần dạ, trên cô ngồi trên sông. Tàu đứng trên tàu cô ca có thể nó pháo kích cô như dạ đúng rồi có dạ. Thể nó pháo kích như thường dạ. Tại vì dùng nó không có được an toàn dạ đúng rồi. Còn tôi như trở lại cái xin lỗi cô trở lại cái câu hỏi của chị Thanh Lan là tôi đi tàu biển do đó cái bị thương hay là thương tật lại không có được là tại vì tôi đi ngoài khơi không dạ. Nhưng mà bù lại á là tôi đi ngoài biển tôi có cái khổ của tôi dạ. Là ngoài biển động sai sóng kinh khủng lắm. Cái sai sóng thì cô biết rồi, ghê gớm. Nghĩa là ói ra một khi mà thực tập mình không quen được sao anh? Cái sai sóng đó là một cái phản ứng tự nhiên sinh lý của một con người. Chứ không phải là cô đi tàu lâu mà. Dĩ nhiên cô đi tàu lâu năm, 10 năm, 20 năm. Thì cái mức chịu đựng của cô nó đỡ hơn. Chứ còn cái chuyện sai sóng là một cái sinh lý tự nhiên của một con người. Bắt buộc. Dạ. Bởi vì tôi cũng xin nói rõ chút. Ở trong đầu cô có một cái trung khu thăng bằng. Trong đầu não bộ mà. Cái trung khu thăng bằng đó, ở trong đó có một cái thủy dịch giống như một cái nước ở trong cái ly vậy đó. Mà cô cầm cái ly cô lắc thì tất nhiên cái nước nó dao động trong cái não trung khu thăng bằng ở trong não bộ cô, nó tạo ra một cái sự sinh lý tự nhiên là cô bị sai sóng. Thế thôi. Chứ bây giờ con người mà nói là không sai sóng là con người normal, không tự nhiên. Tụi em là quá nô mồ luôn, tại tụi em không có đi hải quân, không đi lính hải quân, không lên tàu mà tụi em vẫn bị chóng mặt quá. Bị bệnh chóng mặt. Em có một cái thắc mắc thế này nè anh Bạch. Dạ. Hải quân có rất là nhiều màu áo hải quân. Dạ. Thì anh có thể cắt nghĩa cho cho khán giả, cho chúng em biết luôn. Dạ. Là hôm nay mặc cái bộ quân phục này nó khác với những cái bộ quân phục như là màu trắng, màu xanh. Những cái bộ đó, quân phục đó anh có thể cắt nghĩa là cái bộ này là trước nhất là cái bộ này là mặc vào cái dịp gì? Bây giờ thưa cô để tôi nói từng tự nha. Dạ. Quân lực hải quân của Việt Nam Cộng Hòa thì chúng tôi có quân phục xuân hạ thu đông bốn mùa. Vì tại sao là chúng tôi rập theo cái nguyên tắc quân phục của Hoa Kỳ. Nhưng mà sở dĩ ở miền Nam mình nó chỉ có mùa mưa với mùa nắng không à, không có bốn mùa. Nhưng tôi nói trở lại vấn đề, nguyên thủy cái bộ sĩ quan hải quân hay là độ làm việc của sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 đó là cái bộ áo trước thiên trước năm 1969 đó là bộ màu vàng. Màu vàng hả? Kaki vàng đó, mình nói gọi là kaki vàng đó. Nhưng tới năm cuối năm 1969 thì lúc đó vì lý do thế nào tôi không được rõ, nhưng ông tư lệnh hải quân ông đổi qua một cái màu gọi là màu tím, tôi không biết. Tôi, màu xanh tím. Màu nó tím tím, màu tím, tím xanh xanh đó. Đây đây. Em nhớ màu đó. Nhưng mà không có tím hoa, tím mà tím hoa xanh là tím hoa xiêm đâu nghe tím. Tím xanh. Tím xanh. Miễn là tím là thấy lãng mạn. Thì có lẽ là như vậy, có lẽ theo tôi nghĩ có lẽ là ông tư lệnh ông thấy rằng cái bộ đó nó thích hợp với chiến tranh. Nó phù hợp với cái nhu cầu chiến tranh còn hơn để mặc áo kaki vàng có cái vẻ công tử quá. Yeah. Theo tôi đoán vậy thôi chứ mà không biết đây đây. Thì cái bộ đồ tím đó mặc cho tới ngày 30 tháng 4 75, đó là một cái uniform làm việc và tác chiến luôn. Rồi, trở lại vấn đề đồ trắng. Đồ trắng thì có hai loại, một cái tiểu lễ và một cái đại lễ. Như cô thấy cái tiểu lễ là cái áo sơ mi ngắn tay. Cái đại lễ là áo vét kín cổ giống như cái áo lãnh tụ vậy đó. Dạ, em nhớ. Trắng tay dài. Em nhớ. Đó. Thì mà tiểu... nó cũng có mấy cái sọc giống vậy. Không, không, cái đồ đại lễ đồ thì á. Lo ở trên này. Dạ. Lo trên vai. Tiểu lễ với đại lễ lon trên vai. Đấy, thì cái đó dùng cho cái gì? Cái đó là dùng cho những cái buổi lễ lọc. Ví dụ như cái buổi lễ lọc mà không có được quan trọng quá, trịnh trọng quá thì mặc tiểu lễ. Còn muốn cái buổi lễ nào có nó trang trọng thì mặc đại lễ. Là cái đó là màu trắng. Rồi, qua kế đến đó, đồ này. Đồ này á, là đồ để cho mùa đông. Mùa cuối thu và bắt đầu đông. Chúng ta mặc đồ này. Dạ, hôm nay đúng đó, hôm nay là đúng mùa thu anh mặc cái bộ hay này. Quá, cảm ơn anh Bạch đã cho chúng em biết
những cái màu áo, những cái sắc phục của hải quân, mà nào giờ em trước mắt á, trong thâm tâm em á, là lính hải quân là chỉ có mặc đồ trắng thôi, thì dạ hôm không, nay không, em biết thêm dạ nữa là được tới bốn màu vì vậy áo. Mà cô Lan chứ cô Quế biết rằng nhiều người ta nói hải quân nhiều chuyện, mặc đồ đủ độ nhiều chuyện. Có bộ thủy thủ nên một bộ dễ thương nhất mà em biết Trang Thanh Lan đang định. Em có rất là nhiều quân phục đủ màu áo mà hải quân chưa có, em muốn cái thủy thủ mà có cái yếm hơn sao đó Lan nhớ không? Mà nó có cô miền nói tới đó lắm, mà nếu mà hai cô mà mặc bộ đồ đó là tôi thích chứ. Dạ. Thay vì cô mặc đồ trắng như cô Quế nói nãy, nếu hai cô mà mặc đồ đỏ đó thì tôi thích nhất đó. Vậy giờ anh thích, anh thích lắm phải không? Anh tặng cho tụi em mỗi đứa một bộ này là tôi lại tôi chưa bán không có đồ đó. Không thì anh may ở đây có nhiều chỗ may quân phục đó, tôi tặng cho. Tôi biết rồi, cái bộ đồ đó là ổng hay loa. Dạ, đẹp lắm, đẹp. Ổng loa mà người cao cao như hai cô là. Mà tụi em lùn lắm. Nhưng mà như vậy thì Trang Thanh Lan càng khoái, anh biết không, là tại vì mang về cao gót được đúng không? Ổng loa thì giấu nó về cao gót không thấy. Đấy. Cái ông lo nó che nó dài mà cô có mang luôn bận đi cô ơi. Cô này cô không á mặc đồ lính tại cô nghĩ là cô nhỏ con có mặc không đẹp đâu. Sự thật ra cái mà áo lính mà mặc cho đúng rất là đẹp, cái đồ đồ nó đẹp lắm. Hải quân đi người đẹp đội cái bộ lô trắng là đẹp vô cùng. Có thêm một cái lời chia sẻ xin phép anh ở bên đó có mày hết pin rồi vậy hả? Rồi thôi con mình có lời chia sẻ. Vâng, chị Lan ở Kansas City muốn mua nhiều CD tiếng hát hậu phương, nhưng khi liên lạc với số phone của chị Phương Hồng Quế cho là wrong number, không bán CD, mong hai chị nhắc lại số phone rõ ràng để các chị cùng các bạn mua CD được thuận lợi. Nếu được xin liên hệ với chị Lan qua số điện thoại 785-717-8041. Dạ chị Lan, sao giờ em gọi chị liền là tại vì em nghe mua CD có thể là đọc nghe không kịp. Nghe không kịp dạ. Bây giờ thưa chị, và sau đây có lời chia sẻ của anh Tạ Quốc Nam ở Kansas. Anh muốn hỏi Trung úy Bạch có nhắc về vĩ tuyến 17 có hạm đội Mỹ nằm ở ngoài khơi thì làm sao tạo việc cộng vào để đưa vũ khí đưa vô miền Nam được. Vậy anh xin hỏi vũ khí ở đâu mà ra, vũ khí đi đường bộ hay đường biển để vào Nam? Xin cảm ơn Trung úy. Dạ, trước tiên tôi cảm ơn câu hỏi của anh Nam về câu hỏi này liên quan đến hải quân chúng tôi. Tôi xin thưa anh như thế này, để thất hạm đội Mỹ hồi chiến tranh Việt Nam thì đại tá tham mưu Mỹ cover cái vùng biển ở Việt Nam mà không phải từ vĩ tuyến 17 mà luôn cả tới Dinh Bắc Việt. Yeah. Hải quân của chúng tôi là chỉ ở trong gần bờ thôi, còn hạ các hạm đội Mỹ thì lo phía ngoài. Nhưng mà đâu có nghĩa là tất cả những cái hải quân của Việt Nam Cộng Hòa và hải quân Mỹ 100% kiểm soát chặt chẽ hết, đi biển nó bao la lắm. Yeah. Ban đêm mà đi ngoài biển đó, chỉ cần một chiếc tàu nhỏ thôi, không ai mà biết được đâu. Thì cái chuyện mà người Cộng sản họ đem vũ khí vô Nam được á, thì coi như là giống như nói là 10 lần bắt được 9 lần không. Vậy thôi. Không, em có coi phim anh, sau này coi phim tài liệu đó, việc Cộng chuyển khí vũ khí vào bằng đường Trường Sơn. Đây thì đó, để tôi cũng nói với anh Nam thêm là thế này. Tất cả phần đông coi như là 70-80% vũ khí chuyển vào Nam để chống lại Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Đều dẫn chuyển từ đường Hòn Hồ Chí Minh. À, đường bộ. Dạ vâng, thưa anh, chương trình chúng ta xin phép tạm ngưng trong giây lát để chạy một số thông tin thương mại của đài và chúng ta sẽ trở lại anh. Vâng, thưa quý vị ơi, hãy gọi vào tiếp tục để chia sẻ với Trung úy Nguyễn Ngọc Bạch. Dạ vâng, với số điện thoại 714-917 933-7877. Dạ, sau đây Trang Thanh Lan thấy có lời chia sẻ của anh Châu gọi từ Indiana. Thấy hai chị Trang Thanh Lan và Phương Quế xinh đẹp và dẫn dắt chương trình hay quá, và cảm ơn anh. Nếu được thì xin hai chị hát bài Biển Mặn tặng cho vợ chồng anh cùng ba người con đang ngồi xem chương trình. Ngày trước anh cũng có người cậu đi hải quân nhưng đã qua đời. Anh mến chúc các chị và Trung úy sức khỏe và có một mùa Giáng sinh đầy hạnh phúc. Cảm ơn anh, cảm rất ơn là anh. Nhiều thưa cảm anh. Ơn anh. Dạ vâng, sau đây là lời chia sẻ của chị Hằng. Cái bài Biển Mặn đó tụi em cũng thiếu nợ lại nha thưa anh. Tại vì như lúc trước Trang Thanh Lan có hát một lần rồi. Dạ em có hát một lần rồi, sẽ hát lại thưa anh. Dạ vâng. Dạ. À, sau đây là lời chia sẻ của chị Hằng gọi từ Alabama. Chị muốn hỏi Trung úy Bạch có phải quê ở khu Tham Tướng Cần Thơ hay không? Dạ đúng ạ, tôi ở Tham Tướng Cần Thơ đây. Rồi đây sắp sửa có người quen anh nghe nha. Chị có người anh của chị tên là Quân. Nếu đúng thì Trung úy Bạch rất có thể là cậu của chị. Wow. Nếu được thì xin liên hệ lại với chị tại số điện thoại 251-209-8788.
có người anh. Dạ có số phone đây thưa anh. Người anh tên là người anh có chị hàng tên là Quân. Quân. À, tôi thì thật sự ngày nay tôi chưa có nhớ thì cũng lớn tuổi quá rồi nhưng mà tuy nhiên từ từ anh sẽ nhớ. Tôi sẽ gọi lại. Dạ có để số phone lại. Để em để số phone đây là chị Hằng ha. Dạ. Xin lỗi chị nghe tại vì tôi quên. Để tôi liên lạc với chị. Dạ trong một phút chốc không có nhớ được. Dạ đúng rồi mình lớn tuổi rồi. 6 bó mấy rồi cũng. Hai mình sống hơi lâu chứ đâu có lớn tuổi. Những người con gái sống lâu năm. Những người con trai và những người con gái lâu năm. Dạ chứ không phải lớn tuổi. Dạ thưa anh bây giờ mình tiếp tục với anh Bạch. À, anh có tham gia trong những cái trận chiến Hoàng Sa, Trường Sa ngày xưa không thưa anh? À, thưa không, cô Lan. Tôi thì lúc mà tôi đi tàu đó, thì tôi đi cho tới khi tôi chấm dứt cái chiến dịch mùa hè đỏ lửa năm 1972 á, thì tôi gia đình tôi đó cũng lo cho tôi, tại vì sợ tôi chết mà, thì mới để cho tôi lên bờ làm việc. Thì lúc đó tôi về Cần Thơ, tôi làm quyền chỉ huy phó căn cứ Hải quân Cần Thơ. Tôi làm 2 năm, rồi sẽ tôi thuyên chuyển về Bộ Tư lệnh Hải quân Việt khu Thủ đô cho tới ngày 30 tháng 4 75 và chấm dứt. Thì do đó tôi đã chấm dứt cuộc đời hải hồ khu đi biển của tôi là năm 1972. Tôi lên bờ luôn tới 1975. Tức là anh đã lên bờ năm 72 thì anh vẫn tiếp tục là ở căn cứ. Dạ ở căn cứ thì dĩ nhiên là ở bờ rồi cô. Dạ ở bờ rồi sau đó trong căn cứ. Vâng, rồi sau đó tôi làm quyền chỉ huy phó căn cứ đó. Rồi tôi thuyên chuyển về Sài Gòn, tôi làm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Rũ Đô cho tới ngày 30 tháng 4. Cho tới 75, tới 30 tháng 4. Rồi sau đó anh đi di tản 30 tháng 4 hay là anh còn kẹt ở lại sau 75 anh có kẹt? À tôi thì cái hoàn cảnh của tôi nó hơi đặc biệt hơn những người sĩ quan hải quân khác. Thí dụ sau 3 người tới 4, 75 thì một số người tìm đường để đi hải quân như cô biết rồi. Cái phương tiện thì nó rất dễ dàng. Tàu bè đậu đá, muốn đi thì cứ leo lên. Nhưng tôi thì tôi có cha mẹ già ở Cần Thơ. Thì cái ngày 27 Tây, ba tôi liên lạc với tôi qua điện thoại thì ba tôi không muốn tôi đi. Thành do đó tôi nghe lời ông già tôi ở lại. Thì cô biết ở lại thì đi tù. Đi tù. Trả cái giá thì cũng... Đi tù Cộng sản mấy năm thưa anh? Cũng trên 3 năm rồi thêm ở Dược Viên ở tù thêm 2 năm nữa là coi như tổng số tôi ở trong tù Cộng sản là 5 năm. Gần 5 năm, gần 6 năm. Nhưng mà lúc anh đi tù anh ở vùng nào? Tôi đi tù, đầu tiên tôi đi tù mà gọi là tù cải tạo đấy. Thì đầu tiên nó vô nó đưa tôi lên tới Trận Lớn ở Tây Ninh, đó, sư đoàn 25. Chắc mấy cô đi ca, mấy cô biết là sư đoàn 25. Sau ở dừng dây 3 tháng cái nó điều tôi về Long Khánh, sư đoàn 18. Ở sư đoàn 18 thì cô biết cái dạo đó năm 1976 nó bị nổ kho đạn. Kể cả trại danh trại nhà cửa tan nát hết. Nó mới đưa tôi lên Long Giao. Long Giao là bộ tư lệnh tiền phương của sư đoàn 18. Tôi ở Long Giao thì sau đó cái nó đưa tôi về Hóc Môn, Thành Ông Năm, Liên đoàn 5 công binh. Rồi tôi đi về. Đó cái đoạn đường đi tù của tôi là nó như vậy. Nó sẽ trải qua 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 nơi. 4 nơi mà 6 năm. Dạ. Dạ. Và sau đây có lời chia sẻ của anh Trương Hiệp. Chào anh Trương Hiệp. Gọi từ San Jose. Gửi lời chào tới hai chị Phú Hồng Quế và Trang Thanh Lan Nghĩa Sữa. Vậy là ba chị. Chúc hai cô lúc nào cũng trẻ đẹp, dồi dào sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt chương trình Tiếng Hát Hậu Phương phục vụ cho các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn anh Hiệp rất là nhiều thưa anh, thì trong cái cuộc đời chinh chiến của anh, trong cái những cái lúc mà anh đi hành quân, thì những lúc anh nghe nhạc đó, anh thích bài nào, bài hát nào nhất thưa anh? Thưa cô hỏi thì thật sự nhạc và nhạc lính là tôi đều mê hết. Tuy nhiên nhưng mà cái bài mà tôi tâm đắc nhất, mà tại sao tôi tâm đắc là tại vì lúc đó tàu tôi đang đi ngang phá Tam Giang. Thì tôi nghe cái bản Chiều Hoa Trên Phá Tam Giang của nhạc sĩ Trần Thị Thanh tôi mê quá. Bài thích của anh. Và lúc đó tàu tôi đi ngang phá Tam Giang. Đi ngang phá Tam Giang. Đúng thì tôi nghe cái bản nhạc đó tôi thấm thía vô cùng. Thì khi mà những đêm Giáng sinh hay những ngày Tết mà anh không được về nhà đó thì anh có buồn hay là anh có nhớ hay là sao không anh? Trời ơi buồn thúi ruột hết con. Bây giờ anh Lan hát bài hát mà để tặng cho anh đi trong cái mùa Giáng sinh này mà tặng cho người khác anh hết buồn thúi ruột. Em sẽ hát bài Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm để tặng cho anh Bạch cũng như là các anh chiến sĩ hải quân cũng giống như là các khán thính giả của Tiếng Hát Hậu Phương. Nhân mùa lễ. Cảm ơn cô Lan nhiều. Nhân mùa lễ Giáng sinh. Bài hát này cũng có liên quan đến Giáng sinh. Tháng 12 rồi thưa quý vị, em sẽ đứng lên đây. Cảm ơn cô Lan nhiều.
rồi anh gác ca đầu tiên lúc trăng vừa sáng. Nhìn đom đóm bay lấp lánh trên cành lá thấy như nghìn hoa. Chờ anh chạnh nhớ đến Noel ngày xưa chúng ta cùng đi. Em lặng cúi đầu quỳ cạnh bên anh lúc anh mơ thành vua. Ngày anh xa bên có em buồn tiễn bước anh cho lệ. Con tàu quất bên giang đầu từ khi xa cách nhớ bao là nhớ biết khi nào gặp em. Với em anh kể lúc anh băng trùng anh nhớ em anh gọi tên đài cao anh đom đóm bay ngờ đêm sáng sinh ngày cũ. Nửa phiên gác đêm nhớ gấp con đường cũ lúc ta hẹn nhau. Em ơi ngày mai sóng em quay về bên chúng ta thôi lìa đôi. Làm qua cô dâu cưới em trong chiều nào. Ngày anh xa bên có em buồn tiễn bước anh chưa lệ rơi. Biết em u sầu đứng trong con tàu quất bên giang đầu. Từ khi xa cách nhớ bao là nhớ biết khi nào gặp em. Với em anh kể lúc anh băng trùng anh nhớ em anh gọi tên đài cao anh gác đom đóm bay ngờ đêm giáng sinh ngày. Nửa phiên gác đêm nhớ góc con đường cũ lúc ta hẹn nhau. Em ơi ngày mai sóng em quay về bên chúng ta thôi lìa đôi. Anh dành hoa biển làm qua cô dâu cưới em trong chiều. Anh dành hoa biển làm quà cô dâu cưới em trong chiều nào. Hay quá, hay quá, hay quá. Dạ vâng, sau đây thì có những lời chia sẻ khác thưa quý vị. Phương Quế xin đọc lời chia sẻ của chị Hằng. À, chị Hằng hỏi rồi, có một lời chia sẻ của chị Thùy hay chị Thủy, dạ, gọi từ Colorado. Chị xin chào hai cô ca sĩ Trang Thanh Lan và Phương Quế cũng như Trung úy Bạch và Nghĩa Sữa. Dạ, chào cô. Dạ, chào chị. À, chị muốn hỏi tấm hình người em gái hậu phương, là tấm này đang ôm hôn người lính, đang hiện trên TV là chụp thời điểm nào, hoặc lấy ở đâu? Chị mến chúc tất cả các người lính Việt Nam Cộng Hòa có một mùa Giáng sinh hạnh phúc bên gia đình. Rất cảm ơn chị. Xin trả lời là cái tấm hình này là chụp cái thời điểm rất là lâu. Phương Quế không nhớ thời điểm nào, nhưng mà Phương Quế lại ra Thanh Lan thì bắt gặp một cái tấm hình này ở nơi một cái nhà hàng ở khu Bô Sa.
và hai cô mới thích cái tấm hình này. Lúc đó là Trang Thái Lan lấy cái máy, lấy cái phone, cell phone ra để chụp liền cái hình này, tại vì nó gợi cho mình nhiều cái kỷ niệm hồi xưa mình rất là dễ thương đi học rồi yêu các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cho nên Trang Thái Lan và Phương Quế rất là thích tấm hình này. Cái gì nhưng mà phải nói thêm như vậy nè, nó được rõ đẹp như vậy là nhờ anh Thái sư đoàn 18 bộ binh. Anh Thái là người khi mà cái bức hình mà chụp ở trong cell phone thì nó không có được rõ, thưa quý vị, thành ra là anh Thái là người cung cấp lại cái tấm hình này và để ở trên cái màn ảnh rõ như vậy là cũng là nhờ anh Thái, cũng cảm ơn anh Thái sư đoàn 18 bộ binh rất là nhiều. Cảm ơn anh Thái. Sau đây là lời chia sẻ của anh Tâm gọi từ Tennessee. Anh muốn hỏi Trung Quý Bạch, ở khóa mấy OCF anh thấy hai cô mặc áo dài màu đẹp quá, và cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Nghĩa Sữa thì mặc áo màu hồng nổi và dễ thương quá. Wow. Hai cô cứ hứa hát bài Hoa Biển từ đợt trước nên hôm nay anh gọi để đòi nợ hai cô. Xin cảm ơn chương trình Giá Thương Hoa Biển, hình như em với Băng Châu với Phương Quế hát rồi mà. Không có Băng Châu thì mình, lúc đó mà hôm đó là mình đi vắng, mình không có có mặt ở đây, có Băng Châu thì là không có mình. Vậy là không có, vậy là cô thiếu nợ. Hình như cô là cô cho tôi biết tên của anh đó để tôi trả lời. Dạ anh Tâm, anh Tâm ở Tennessee. Kính chào anh Tâm, tôi hải quân của Hải quân Trường Viện Hoa Kỳ OCS, tôi tốt nghiệp khóa 6 năm 1971. Dạ cảm ơn anh có câu hỏi này. Dạ thưa anh, em có thể hỏi thêm là lúc mà anh đi qua bên Mỹ anh học đó thì cái khóa của anh học có đông người không? Thưa cô, mỗi một khóa học của trường Hải quân Trường Viện Hoa Kỳ đó là trung bình khoảng từ 60 đến 62 người một khóa. Dạ. Dạ. Và khi mà tốt nghiệp rồi đó đi về thì là có đi chung đơn vị nhau hay là tách ra mỗi người đi thưa mỗi không, nơi thôi? Thưa không. Khi mà tốt nghiệp về rồi đó, thì tùy theo cái thứ hạng đậu cao đậu thấp. Do đó mỗi một người có quyền chọn một cái đơn vị thích hợp để mà đi. Thì bọn tôi lúc đó là coi như tỏ bốn dùng chiến thuật hết. Người đi gian đoàn, người thì đi hạm đội, người thì lên bờ, người thì căn cứ, nó tùy theo cái thứ hạng đậu cao đậu thấp. Thì dĩ nhiên là khi mà ra trường đó có người đầu đậu thủ khoa thì người đó có quyền chọn trước. Ví dụ như 62 người sĩ quan tốt nghiệp về thì có 62 cái đơn vị. Từ số 1 đến số 62 thì cái anh chàng thủ khoa là anh có quyền chọn trước. Rồi á khoa rồi 3, 4, 5, 6 và xuống tới cái người đậu chót là người không chọn nữa, tại vì người đó chỉ còn chỗ để lấy thôi. Mà có tới 62 đơn vị luôn ha anh? Dạ thưa, thì mỗi tùy theo thì cũng có trường hợp như vậy. Ví dụ có một cái đơn vị đó cần hai người sĩ quan. Thì cái anh chọn đầu tiên rồi anh đậu kế đó là chọn cái đơn vị đó, thì tất nhiên một đơn vị mà hai sĩ quan. Thường thường nó có một đơn vị một sĩ quan thôi, nhưng mà thỉnh thoảng có những đơn vị cần nhu cầu cần hai sĩ quan. Thì cái người trên và người dưới nối tiếp nhau chọn, hoặc là người dưới họ có nhiều khi họ không thích đơn vị đó, họ chọn đơn vị khác. Cái đó là do cái sở thích của mỗi một sĩ quan. Trong những cái anh mà ra trường một lượt với anh bây giờ đó, những người bạn của anh á, thì khi mà qua tới bên đây rồi đó, anh có gặp lại hay là các anh có reunion, tức là reunion thì chúng tôi 2 năm lần rồi. Chúng tôi cho tới giờ phút này chúng tôi đã họp 15 năm, 15 lần là 30 năm. Tức ở là đâu anh? Ở các tiểu bang hay là ở tại California thôi? Thay phiên với nhau. Như kỳ rồi chúng tôi đi họp ở bên Montreal, Canada, họp đó là kỳ mới năm 2014 đây. Thì chúng tôi có những 500 mấy triệu 600. Tức là các anh cũng gặp đủ mặt với nhau. Chắc là trong đó chắc có sẽ có một số người mất mát bởi cái cuộc chiến vừa qua nhiên. Hoặc là lớn tuổi hoặc là bệnh gì chắc cũng có mất. Thì như hai cô biết rồi, tụi tôi là 6.5 trở lên không à. Thành nhiều khi chết trong chiến tranh rồi, rồi qua đây cũng rụng mớ. Bệnh. Thì bây giờ đây là cũng mới đây tôi quyên một tiền, một cái số anh em bên Mỹ này tôi quyên tiền gửi cho một cái anh chàng đó hải quân, cũng hải quân Mỹ đó, chết ở Việt Nam thì tại vì anh đó anh không có điều kiện đi. Thì chúng tôi mới gửi về đó trên dưới khoảng trên $3,000 về cho. Tức là cái anh đó cũng học chung với các cụ. Vâng, ảnh là khóa 2. Ảnh bị bệnh tâm thần. Khóa 2 thì chắc lớn hơn anh rồi, chắc là khoảng hơn 70 không? Anh 70. Bọn tôi nó như vậy nè hai cô. Tụi tôi đi học mỗi một khóa cách nhau có một tháng thôi. Do đó cái tuổi tác á, thì bây giờ cho tới giờ phút này cái tuổi trung bình của bọn tôi á là 64, 65, 66, 67. Dạ, tại vì em thấy cái khóa 2 nó cách cái khóa của anh nhiều quá. Một tháng thôi. Dạ, em như vậy khóa 2 nó cách tôi 2, 3, 4, 5 thì cách nhau mới có 4 tháng thôi. Thì mỗi tụi tôi một tháng một khóa.
chứ không phải như quân trường Nha Trang là cả năm một khóa, thành do đó cái tuổi trên không có chênh lệch bao nhiêu. Ừ. Thì tụi tôi bây giờ tính trung bình của tụi tôi là 64 là trẻ nhất đó. Dạ. 65, 67 hoặc là 68. Ừ. Rồi bên cạnh nó có nhiều người đặc biệt thì 70. Dạ. Ở đây tôi cũng có người bạn khóa 2 cũng 71 tuổi rồi. Gọi là niên trưởng rồi đó. Dạ cũng hơi già. Đó là những cái đồng đội của anh, đó là anh đã từng reunion, anh đã từng gặp và đã từng giúp đỡ ở các anh ở Việt Nam. Các anh hải quân còn lại ở Việt Nam thì yeah. Anh có những cái lời nhắn gửi nào với cái thế hệ mai sau này ở tại Mỹ cũng như ở Việt Nam không thưa anh? Dạ thưa cô, như cô được biết đó là hiện nay cá nhân tôi với một số như anh Tô Phạm Thái này đó, anh em yeah. nhau chúng tôi chơi một cái group yeah. đó là nhằm duy trì những cái hình ảnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bằng tàu, xe tăng, máy bay, tất cả chúng tôi một group với nhau chơi trong cái nhóm yeah. đó là tôi đặt là Vietnamese Military Association Hobby. Ok, yeah. tụi tôi chơi với nhau một group thì mới đây tụi tôi đã có một cái show triển lãm ở báo Người Việt thì yeah. Để dành vinh danh quân lực Nam Cộng Hòa và cũng như để cho đồng bào tụi tôi, thế hệ tôi hoặc là thế hệ sau yeah. mấy em đến, mấy em tìm hiểu được quân lực Nam Cộng Hòa chúng ta trước đây thế nào, chiến đấu ra sao và những cái khí tài để mình đánh với Cộng sản xâm lăng đó gồm có những cái gì yeah. thì như cô trở lại cái câu hỏi cô hồi nãy là yeah. câu hỏi rất là đúng là gì. Chúng tôi triển lãm nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất để cho những thế hệ chúng tôi biết và đồng thời nhắn gửi là thế hệ thứ hai biết được rằng cha anh của họ trước đây chiến đấu như thế nào, hy sinh như thế nào. À, thì do đó chúng tôi mới làm lại cuộc triển lãm để nhằm hai mục đích là như vậy. Triển lãm ở đâu thế anh? À, báo Người Việt tháng rồi. Đâu qua rồi hả anh? Dạ vâng. Có... À, năm tháng 6 này chúng tôi nhân ngày quân lực chúng tôi có triển lãm một cái ý bình rất là lớn ở tòa trọng và chúng tôi triển lãm trong 7 ngày. Dạ. Thì tất cả những cái mà hình ảnh ở trong đó là tất cả khắp nơi các anh hội tụ về để mà triển lãm phải không anh? Không, cái triển lãm đó là chỉ là những cái sản phẩm của group tôi thôi. Dạ. Yeah. Nó gồm những cái gì thưa anh? Là tôi có thể khán thính giả ở khắp các tiểu bang đang xem yeah. và nếu mà khi mà quý vị có về quận Cam trong những cái dịp lễ yeah. Tết yeah. muốn đến xem này cái nọ đó hoặc là dẫn con em đến xem á thì là yeah. anh có thể nói sơ sơ. Chúng tôi á như cá nhân tôi đó, hai cô biết rằng tôi là hải quân, do đó tôi đã thực hiện gần xong cái bộ sưu tập hải quân của Việt Nam Cộng Hòa có trước 1975 thì yeah. trên dưới khoảng 50 mấy loại. Tôi đã thực hiện gần đủ hết. Loại gì? Tôi đóng bằng tay. Yeah. Tôi đóng bằng gỗ. Cái size của cái tỷ lệ của hãng này nè. Thì bây giờ chúng tôi đã đóng được cho tới phút này ở nhà cá nhân tôi đã thực hiện được 47 chiếc rồi. Chiếc tàu hả? Chiếc tàu hải quân dạ. của Việt Nam Cộng Hòa có. À, tức là những loại tàu, các loại tàu. Các dạ. loại thôi. Tôi nói 47 chiếc không phải là 47 loại, mà 47 loại. 47 loại. Dạ. Đó, mà mỗi một loại hải quân Việt Nam Cộng Hòa có khoảng 50 chiếc vậy đó. Nhưng mà chúng dạ. tôi thì vì vấn đề thời gian tôi không thể tôi thực hiện hết được. Yeah. Cô hai cô biết rằng trong 247 loại đó tôi đã thực hiện 21 năm nay rồi. Oh. Tôi đã bỏ 21 năm nay để thực hiện rồi. Chứng tỏ wow. rằng anh yêu cái những cái chiếc tàu đó ghê lắm cho nên trời anh yêu quá. Anh mới ôm ấp mà như anh làm bao nhiêu năm nay để cô mà ơi, chắc chắn là cái ngày của anh triển lãm là anh phải cho mời, anh biết. Tôi mời hai cô yeah. đến đặt. Đó là người tình tôi mà. Những chiến yeah. hạm đó là những người tình. Tụi em sẽ sẵn sàng tới để coi những người tình. Rồi cái nhóm tôi là thiết giáp thì có một cái cậu đó là thế hệ thứ hai con của ông trung tá thiết giáp chết trong tù. Dạ. Nó dựng lại tất cả những thiết giáp mà của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tô Phạm Thái này thì có một cái bộ sưu tập về không quân. Dạ. Rồi anh Thái bộ binh sư đoàn 18 mà lại có không quân hết không? Dạ. Ổng thì đúng ra ổng bộ binh nhưng mà ổng lại có cái cơ may là có một cái cậu đó là con của ông giúp anh gia Nguyễn Ngọc Hạnh. Dạ. Cậu đó có chơi phi cơ, cậu có dạ. một cái bộ sưu tập phi cơ dạ. mà rất là riêu. Dạ. Có nghĩa là phi cơ trong chống bay được hết. Dạ. Thì cậu ta có lẽ muốn retire, cậu ta mới dạ. bán lại tất cả những nhượng lại nó bán thì cũng hơi kỳ nhưng nhượng lại tất cả những cái bộ sưu tập đó cho dạ. anh Thái. Anh Thái anh đón nhận hết. Dạ. Do hay đó quá. Cái bộ sưu tập dạ. của anh bây Thái bây giờ em cảm ơn anh Bạch rất là nhiều đã chia sẻ cho những cái mà tụi em cũng chưa từng biết chứ đừng yeah. nói về thế hệ sau. Yeah. Thật ra em nghĩ là con em chúng ta nếu mà được cha mẹ coi chương trình này sẽ truyền lại cho các em và dạy dỗ yeah. các em là
biết thế nào là quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là các anh chiến sĩ hải quân. Yeah. Thì cũng như là anh Tâm nãy yêu cầu tụi em hát bài Hoa Biển, nhưng mà nãy lỡ em tập bài Lính Mà Em rồi, là em sẽ hát Lính Mà Em để tặng anh chị lần mấy lần sau em và Quế sẽ hát Hoa Biển nha thưa anh Tâm. Ghi sổ rồi. Dạ em ghi sổ. Tại vì nãy lỡ tập với Nghĩa Sử Lính Mà Em rồi, thành ra bây giờ em cũng tặng anh Bạch cũng như là các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như là anh chị Tâm và ba cháu đang ngồi coi ở nhà bài hát Lính Mà Em của nhạc sĩ anh Thi. Cố nhạc sĩ anh Thi. Anh Thi cũng là một chiến sĩ hải quân thưa quý vị. Trăng lên cao muôn hoa sóng răng đầy, tàu lắc lư làm sao viết thư tình. Trăng đại dương không đủ viết thư đêm, nên thư buồn đừng trách Lính Mà Em. Hôm mình đi Sine về mưa nhiều, áo dài xanh bên áo trắng hoa biển. Anh che cho em đừng làm ướt áo, anh quen rồi mưa gió Lính Mà Em. Hỡi em yêu, nhớ đến với anh ngày nào anh về bên nhau, chúng ta thương thật nhiều. Tàu về bên anh hẹn mình dạo phố, tay trinh nhân đã nắm ngón tay mềm. Thường rồi anh kia đi gì mong vậy, anh mỉm cười khen nói Lính Mà Em. Ôi em yêu, nhớ đến với anh ngày nào anh về bên nhau, chúng ta thương thật nhiều. Tàu về bên anh hẹn mình dạo phố, tay trinh nhân đã nắm ngón tay mềm. Thường rồi anh kia đi gì mau vậy, anh mỉm cười khẽ nói Lính Mà Em. Anh mỉm cười khẽ nói Lính Mà Em, anh mỉm cười khẽ nói Lính Mà Em. Còn đây là bài hát của cũng là của anh nhạc sĩ anh Thi, cũng là chiến sĩ hải quân và anh cũng đã mất ở trên đường đi công tác ở trên xe jeep. Dạ, anh ở ngoài Quy Nhơn. Dạ vâng. Chương trình của chúng em thì đến đây có thể là tạm chia tay ở đây. Thì em, anh Bạch xin vui lòng gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài. Dạ vâng. Ngồi hay đứng đây? Dạ. Dạ anh cứ ngồi gửi lời chào tạm biệt anh. Tôi, anh đừng có gung không sao anh. Đừng có gung gậy. Ok, tôi xin có lời kính chào tạm biệt tới tất cả quý vị. Tham dự và xem TV trên đài truyền hình Hồng Việt TV. Một lần nữa chúng tôi thành thật cảm ơn quý vị. Xin chúc sức khỏe quý vị và chúc quý vị thành công trong cuộc sống. Rất cảm ơn anh Bạch đã tới với chương trình chúng em. Trang Thanh Lan, Phùng Quế, Nghĩa Sửa cũng như Trung Quý Bạch gửi lời chào đến quý khán giả thương mến. Hẹn tuần sau cũng vào giờ này 7 đến 8 giờ giờ Cali. Xin chúc quý vị một buổi tối thật bình yên và hạnh phúc.